Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, sáng nay ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc đến các chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, các tăng ni Phật tử có một mùa Phật đản an lành hoan hỷ. Ông Lê Trường Lưu cũng thông báo đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh một số thành tựu tỉnh đã đạt được trong những tháng đầu năm 2021. Trong đó đặc biệt là kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và tổ chức bầu cử thành công với tỷ lệ hơn 99% cử tri đi bầu. Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp. Bí thư mong muốn giáo hội sẽ vận động Phật tử vui lễ Phật đản trong nguyên tắc phòng dịch, hạn chế các hoạt động đông người để cùng với toàn tỉnh đẩy lùi dịch bệnh. Hẹn những mùa Phật đản sau sẽ lại nô nức vui tươi. Hòa thượng Thích Đức Thanh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Đảng, chính quyền tỉnh đối với giáo hội, đồng thời nhấn mạnh những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong phòng dịch và trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, với chính quyền. Hòa thượng Thích Đức Thanh khẳng định sẽ luôn nỗ lực trong công tác đoàn kết dân tộc cùng với tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.